giáo dục, hạnh phúc mỹ mãn. May mắn tìm được trái đào vàng. Nhất Thanh sư phụ, tôi về rồi nè. Tất cả đều được thuận lợi chứ? Quá thuận lợi đi chứ. Hoàng lão gia còn khen chén bát của tôi làm rất đẹp, còn thưởng cho tôi 10 lạng bạc nữa. Bố thí tài sẽ được tài phú, phải dùng tiền kiếm được giúp đỡ càng nhiều người hơn. Ừ, nhất định rồi. Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Mau mở cửa. Các ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta? Hai vị thí chủ có gì từ từ nói. Hoàng lão gia, tôi đã làm gì sai? Cậu ăn trộm trái đạo vàng của ta mà còn giả bộ nữa à? Tôi không có, Hoàng lão gia, tôi oan uổng mà. Hoàng thí chủ, trong câu chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Chú là ai? Bần đạo là Nhất Thanh của chùa Từ Quỷ. Tiểu sư phụ là người xuất gia, ta khuyên chú không nên xen vào chuyện này. Người xuất gia luôn từ bi phương tiện cho người khác. Hoàng thí chủ, người hiểu lầm chú thí chủ rồi. Nhất Thanh làm sao mà có thể làm ngơ được chứ? Chú làm sao biết được ta hiểu lầm cậu ấy chứ? Nhất Thanh tin là chú thí chủ không phải là kẻ đầu trộm đuôi cướp. Ngày hôm qua, chỉ có chú Đại Dũng là người ngoài đến phủ của ta. Không phải cậu ta thì còn ai vào đây nữa chứ? Hoàng thí chủ, người đừng nóng vội. Hiểu lầm chú thí chủ là chuyện nhỏ, không tìm được trái đào vàng mới là chuyện lớn. Ta gia hạn cho các cậu trong vòng 10 ngày, phải đem trái đào vàng đến gặp ta. Nếu không thì ta sẽ bắt cậu ta ngồi tù. Nhất Thanh sư phụ, tôi không có ăn trộm trái đào vàng. Tôi thực sự là oan uổng mà. Nhất Thanh tin rằng huynh không có ăn trộm trái đào vàng. Hoàng lão gia bắt huynh đi tìm. Huynh biết đi đâu tìm bây giờ? Chuyện này rất kỳ lạ. Không chừng là có liên quan đến Tinh Linh Ma. Lại là Tinh Linh Ma. Để kiếm thử tung tích của Tinh Linh Ma xem sao. Vô Ưu đại sư, việc đã làm xong rồi, bước kế tiếp con phải làm thế nào? A Di Đà Phật, chỉ cần cúng Phật 100 ngày là có thể đãi công cáo thành. Hoàng thí chủ, chuyện không thể chậm trễ, phải lập tức cúng Phật ngay. Bần tăng vẫn còn có việc phải làm, xin phép cáo từ. Vô Ưu đại sư, con vẫn còn có việc muốn thỉnh giáo đại sư. Vô Ưu đại sư đi nhanh quá. Khi nãy mới phát hiện có một sinh linh đi ngang qua, tại sao lại đột nhiên không thấy nữa? Có thể là cô hồn giả quỷ, không cần phải lo lắng. Cũng có thể là thiện tri thức, biết thần thông, muốn phá hoại kế hoạch của chúng ta. Lần này nhất định phải cẩn thận, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chúng ta chia nhau ra tiền. Nhất Thanh sư phụ, có tìm được manh mối nào không? Hoàng quản gia có vấn đề, chúng ta phải đi tìm ông ta. Nhất Thanh sư phụ, trời sáng rồi, ngay cả bóng của Hoàng quản gia chúng ta cũng không thấy. Liệu có phải là để nhìn nhầm không? Nhất Thanh nhìn thấy rất rõ, Hoàng lão gia chính là ở gần đây. Nghe thấy gì cơ? Nghe thấy gì? Có âm thanh. Ở bên này. Hóa ra là trái đào vàng do ông ta ăn trộm. Ai vậy? Hoàng quản gia, tại sao ông lại muốn hãm hại tôi? Ta có nỗi khổ riêng. Hoàng thí chủ, rốt cuộc là chuyện gì? Người có thể kể cho chúng tôi nghe được không? Ta làm như vậy đều là vì con gái của tôi. Con gái của ông? Con gái của ta bị bệnh lạ,
Ta đã tìm mọi cách mà không thể chữa cho nó. Có một ngày ta gặp được Vô Ưu Đại Sư. Ta phải làm sao? Ta phải làm sao đây? A-di-đà Phật, xin hỏi Thí Chủ đang có chuyện gì phiền não vậy? Vô Ưu Đại Sư, cầu xin Ngài, Ngài hãy cứu con gái của tôi. Thí Chủ mau đứng dậy. Con gái của ông xảy ra chuyện gì vậy? Con gái của con mắc bệnh lạ. Các đại phu trong thôn đều bó tay không chữa được. Năm nay nó mới tròn 10 tuổi. Con không thể dương mắt nhìn nó rời xa con được. A-di-đà Phật, Thí Chủ không cần phải buồn phiền. Bần tăng có cách cứu chữa cho lệnh ái. Cách gì vậy? Xin cầu Phật Bồ Tát bảo hộ. Phật Bồ Tát có thể chữa khỏi bệnh cho con gái con sao? Đương nhiên rồi, Phật Bồ Tát là giảm năng mà. Nhưng mà phải có cống phẩm mới được. Cống phẩm của ông càng quý giá, Phật Bồ Tát càng hiển linh hơn. Con chỉ là một cái hạ nhân, biết đi đâu tìm cống phẩm quý giá bây giờ? Cống phẩm rất quan trọng. Đợi khi nào ông tìm được cống phẩm quý giá thì hãy đến tìm ta. Ông làm như vậy sẽ hại tôi ngồi tù đó. Xin lỗi, Vô Ưu Đại Sư nói với ta chỉ cần 100 ngày thì bệnh con gái của ta sẽ khỏi hẳn. Đợi qua 100 ngày, ta sẽ đi đầu thú với lão già. Vậy thì tôi phải ngồi tù quan 100 ngày sao? Đây là cách cuối cùng để cứu con gái của ta. Dù có lỗi với cậu, ta cũng phải làm một lần. Hoàng Thế Chủ, chùa Từ Huệ cách đây không xa. Con đi với người để bày cúng phẩm. Tiểu sư phụ, ông ta cầm trái đạo vàng đi cúng thì quên phải làm sao? Đừng vội, nhất thằng sẽ có cách. Tại sao chú lại dùng những đồ rẻ tiền này để cúng Phật Bồ Tát vậy? Hoàng Thế Chủ, Ngài đừng xem thường những đồ cúng này. Những đồ cúng này đều có ý nghĩa của nó. Những trái cây này có ý nghĩa gì? Phía trước Phật một ly nước, đại biểu cho tâm chúng ta phải thanh tịnh bình đẳng giống như nước vậy. Phía trước Phật, cúng qua là đại biểu tất cả mọi việc đều có nhân của nó. Còn những trái cây này đại biểu muốn được quả báo như thế nào thì phải tu như thế đó. Bên đó lại có người đang nói chánh pháp. Chúng ta qua đó xem. Lại là tên tiểu hòa thượng đó. Để tôi đối phó chú ta. Cứu mình với. Đừng sợ, mình đi cứu cậu đây. Nếu nói như vậy, những trái cây này không phải là để cho Bồ Tát ăn. Phật Bồ Tát không ngửi, không ăn, cũng không cần gì cả. Những cúng phẩm này chỉ là để thể hiện Phật Pháp, vì để dạy bảo chúng ta. Vậy đèn trường minh và nhang đại biểu cho cái gì? Đèn đại biểu cho ánh sáng trí huệ. Nhang đại biểu cho giới và định. Phật Bồ Tát không cần gì hết. Vậy chúng ta cúng trái đạo vàng Phật Bồ Tát cũng không chấp nhận. Phật Bồ Tát không phải là tham quan ô lại. Làm sao có thể tiếp nhận đồ của Ngài chứ? Vậy con gái của ta không có cách nào cứu được rồi. Hoàng lão gia, Ngài đừng lo. Phật Bồ Tát dạy chúng ta trồng thiện nhân ác có thiện quả. Muốn mạnh khỏe trường thọ thì phải thực hành bố thí vô úy. Ngài giao nộp trái đạo vàng để cho chú thí chủ không phải chịu cảnh tai bay gió bạc. Vậy cũng là đăng tích đức cho con gái của Ngài. Con gái của ta sẽ khỏe lại không? Chỉ cần Ngài làm việc thiện trong thời gian dài, đem công đức ấy hồi hướng cho con gái, muội ấy nhất định sẽ khỏe lại. Ngược lại, nếu chú thí chủ vì chuyện này mà phải ngồi tù, Ngài đã trồng xuống một nhân ác. Ta không trồng nhân ác, ta không trồng nhân ác, ta... Cái gì? Là ông ăn trộm trái đạo vàng của ta. Ta coi ông như anh em ruột thịt, tại sao ông lại làm như vậy? Lão già, con gái tôi mắc bệnh lạ. Tôi vì muốn cứu con gái của mình nên không còn cách nào khác. Con gái của ông bị bệnh, tại sao không nói cho ta biết? Con gái của ông cũng là con gái của ta. Con gái ông có bệnh chẳng lẽ ta lại khoanh tay đứng nhìn sao? Lão gia, Ngài bằng lòng chữa bệnh cho con gái tôi sao? Đại phu trong thôn chữa không khỏi, thì có thể mời đại phu ở huyện chữa. Tất cả chi phí do ta trả. Đa tạ lão gia. A-di-đà Phật, thiện tài, thiện tài. Ma lực của mình bị tổn thương nặng nề, đúng là tiền mất tật mang. Xem ra chùa Từ Huệ là đạo tràng chân chính, chúng ta không thể tới gần. Chờ tiểu hòa thượng ra khỏi chùa rồi, chúng ta hãy đối phó.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Nam mô A Di Đà Phật.